Thầy tử vi thấy trước những ngày cuối đời, cuộc đời tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, từ 63 tuổi trở về già, lộc trời đến tay, cực giàu, cực đỏ, sung sướng như tiên. Chữ Nhâm biến vi chữ Vương, thân thì thọ số mạng thì vinh quang, có lần cách trở ra hương, xứ xa lập nghiệp vinh quan ai bì, số này nghiệp tổ không nhờ. Thân thì đất khách lập nên cơ đồ, trai thì vợ đôi vợ ba, gái thì số cũng đôi lần mới nên, khá nên tích đức thiện nhân, hậu lai sẽ hưởng phước trời ấm no. Quý tín chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, cuộc đời của chúng ta vốn dĩ được hình thành từ gian truân khổ ải, sinh ra làm kiếp con người, thì ai ai cũng hy vọng cuộc đời của mình sẽ được may mắn, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trải đời bao năm, chắc hẳn ai cũng thấm thía một điều rằng, khi thời vận không thông thì mọi mưu cầu đều vô ích. Điều này cho thấy, ngay cả việc xem mệnh đoán vận, nhưng vẫn phải tuân theo đúng vận trình đời người. Vận thế nhân sinh, suy vong của nhân loại, số mệnh riêng của mỗi người đều được hình thành từ khi sinh ra, hết thảy sự tình trong cuộc sống đều chỉ có thể thuận theo an bài. Khi thời vận chưa đến thì khó mà đạt được, nếu cưỡng cầu phá vỡ các quy luật tự nhiên thì có thể tự chuốc lấy bi ai. Theo hé lộ mới nhất của giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, thuở trẻ sẽ phải chịu cảnh nghèo khổ, đen đuổi vận hạn triền miên. Có lúc những tưởng con giáp này sẽ đi bế tắc trước số phận nghèo khổ suốt đời nhục nhã, đau khổ kéo dài cả một kiếp. Vậy nhưng, đức năng đã thắng số bởi luôn ăn ở thiện lương, tu tâm sửa tính hành thiện giúp đời. Nhờ đó mà từ năm 63 tuổi đến khi về già, sẽ là lúc tuổi Nhâm Dần đón nhận thiên mệnh mới, bất ngờ vận mệnh xoay chuyển ngoạn mục. Chỉ cần chuẩn bị trước được điều này là mọi khổ nạn trước kia đều hoán đổi thành phúc lộc, suốt phần đời còn lại mà sống dư giả an nhàn thịnh vượng viên mãn. Vậy, vận trình của cuộc đời người tuổi Nhâm Dần 1962, theo luận giải mới nhất sẽ diễn biến ra sao, từ 63 tuổi trở về già, xin mời tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, người tuổi Nhâm Dần sinh vào năm 1962 như một con hổ oai hùng, tượng trưng cho sức mạnh dũng cảm và quyền uy. Ở tuổi 63, những phẩm chất này càng trở nên sâu sắc và thấm nhuần trong con người họ, tạo nên một cá nhân đầy triết lý và sự khôn ngoan. Người tuổi Nhâm Dần mang cho mình tinh thần dũng cảm, không ngại đối mặt với những thách thức của cuộc đời. Ở tuổi 63, họ đã trải qua nhiều biến cố và mỗi trải nghiệm đã góp phần rèn luyện ý chí kiên cường. Họ hiểu rằng, sự dũng cảm không chỉ nằm ở việc đối diện với nguy hiểm, mà còn ở khả năng kiên định theo đuổi lý tưởng và mục tiêu của mình. Nhâm Dần được biết đến với tính cách độc lập và tinh thần sáng tạo. Ở tuổi 63, họ càng thấm nhuần triết lý rằng, mỗi con người là một cá thể duy nhất với những khả năng và tiềm năng riêng biệt. Họ không ngừng tìm kiếm những cách mới để thể hiện bản thân và đóng góp cho xã hội, luôn giữ một tinh thần cởi mở và sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Sự công bằng và chính trực là những giá trị cốt lõi trong tính cách của người tuổi Nhâm Dần. Họ luôn hành động với lòng tự trọng và đạo đức, đảm bảo rằng mọi quyết định đều dựa trên nguyên tắc công bằng. Ở tuổi 63, họ trở thành những người lãnh đạo đáng tin cậy, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân và sẵn sàng bảo vệ lẽ phải như con hổ luôn bảo vệ bầy đàn. Người tuổi Nhâm Dần ở tuổi 63 thể hiện lòng trắc ẩn và sẵn sàng bảo vệ những người thân yêu. Họ hiểu rằng sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở quyền lực mà còn ở khả năng bảo vệ và chăm sóc người khác. Họ trở thành những người cố vấn, người bảo trợ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thế hệ sau. Cuộc sống là một hành trình không ngừng thay đổi và người tuổi Nhâm Dần đã học được nghệ thuật thích ứng ở tuổi 63. Họ đã tích lũy được sự linh hoạt trong tư duy và hành động, biết cách tiến hóa cùng thời gian và hoàn cảnh. Họ chấp nhận thay đổi như một phần tất yếu của cuộc sống, luôn sẵn sàng điều chỉnh để đạt được sự cân bằng và hài hòa. Tóm lại, người tuổi Nhâm Dần 63 tuổi là hiện thân của sự dũng cảm, độc lập, công bằng, lòng trắc ẩn và khả năng thích ứng. Triết lý sống của họ là sự hòa quyện giữa sức mạnh nội tại và trí tuệ, tạo nên một cuộc đời đầy ý nghĩa cống hiến. Theo tử vi chọn đời dự báo, Nhâm Dần thông minh nhanh nhẹn nên học hỏi rất nhanh, tuổi trẻ là khoảng thời gian họ ngắm nhìn thế giới, quan sát sự phát triển, không sợ sai cũng chẳng sợ khó, con giáp này sẵn sàng thử tất cả mọi thứ để biết sức mình đến đâu phù hợp với cái gì. Đến độ tuổi trưởng thành, Nhâm Dần mới thực sự nghiêm túc và hết lòng với mục tiêu của mình, khi ấy họ tránh được hầu hết những sai lầm đã gặp trong quá khứ. Đường công danh sự nghiệp ở tuổi 50 nhìn chung rất thuận lợi, nhiều cơ hội lớn, con giáp tuổi Nhâm Dần giỏi ngoại giao và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn. Vậy nên, khi gặp trở ngại cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ, một số người còn trở thành cộng sự tốt, cùng Nhâm Dần xây dựng cơ nghiệp. Ở độ tuổi 60, rất có thể Nhâm Dần đã trở thành người làm chủ công việc phát triển ổn định, giúp họ bớt nặng đầu suy nghĩ. Khi ấy con giáp này lựa chọn bước đi chậm hơn,
để duy trì và củng cố sự nghiệp kiên cố. Để vận trình của cô bác Nhâm Dần diễn ra suôn sẻ thuận lợi, gặp hung hóa cát, đổi vận nhanh chóng, đổi đời giàu có, tiền bạc đầy tay thì việc nắm bắt được vận trình tử vi của mình là vô cùng quan trọng. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. 1. Vận trình tuổi Nhâm Dần từ 63 tuổi về công việc sự nghiệp. 2. Vận trình tuổi Nhâm Dần từ 63 tuổi về tài lộc. 3. Vận trình sức khỏe. 4. Vận trình tình cảm và gia đạo. 5. Cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Nhâm Dần từ 63 tuổi đến khi về già. 6. Tìm hiểu 3 dấu hiệu điềm lành đại phú của một gia đình là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đạo và bản thân Nhâm Dần. 7. Phật bản mệnh của tuổi Nhâm Dần và những việc tuổi Nhâm Dần nên làm để được Phật độ khi về già. 8. Lời nhắc cải mệnh, điều cần chuẩn bị và lưu ý dành cho người tuổi Nhâm Dần trong vận trình từ 63 tuổi đến khi về già. Đầu tiên là vận trình tuổi Nhâm Dần từ 63 tuổi về công việc sự nghiệp. Những người vẫn đang đi làm có giai đoạn thuận buồm xuôi gió, việc mình làm, ít sự cản trở khách quan. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng mang tới cho bản mệnh nhiều sự trợ giúp khi cần. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng thời gian hưu trí vui sống bên con cháu. Với những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, công việc làm ăn đầy hanh thông phát tài, phát đạt vô cùng nhanh chóng, nên đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực đánh đâu thắng đó, cơ hội rất nhiều, chỉ cần biết nắm bắt thì con đường công danh vô cùng rực rỡ. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần thời gian này, bản mệnh đừng ngại khó ngại khổ, hãy chủ động hơn trong mọi việc, nếu gặp khó khăn thì an tâm là sẽ có người trợ giúp. Những thuận lợi đang có không hẳn là do may mắn, mà do chính nỗ lực của cô bác trong thời gian trước. Nếu ai đó mỉa mai vì cho rằng cô bác gặp may thì hãy cứ kệ họ đi nhé. Chỉ cô bác mới biết mình đang ở đâu, vị trí nào, và cô bác đã từng trải qua những trở ngại gì để có được ngày hôm nay mà thôi. Ảnh hưởng của dịch mã, nên giai đoạn này cô bác khó tránh được việc thường xuyên phải di chuyển vì lý do công việc, nhưng hãy tin rằng với những gì cô bác bỏ ra, cô bác sẽ được đền đáp xứng đáng. Có người thích kể công những gì mình làm được và phàn nàn sao tôi chẳng nhận về được gì. Thật ra là họ thiếu khôn ngoan và hiểu biết mà thôi, thành quả rồi sẽ đến với những người kiên nhẫn, theo đuổi mục tiêu đến cùng. Về tài lộc tiền bạc, người sinh năm Dần 1962 là một người sống phóng khoáng và rộng lượng với mọi người xung quanh. Vì thế, tuy tài chính cá nhân vững mạnh, nhưng họ lại có thói quen chi tiêu quá tay mà không tính toán kỹ. Từ năm 63 tuổi trở đi, quý cô bác sẽ cần phải quản lý dòng tiền thu chi của mình nhiều hơn. Như vậy, vừa tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, mà vừa đảm bảo sự chắc chắn về mặt tài chính cá nhân. Sau năm 63 tuổi, lá số tử vi chỉ ra rằng vận trình tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Dần lúc này được cải thiện đáng kể. Nhất là thời điểm này, nhiều người nhận thấy doanh thu tăng nhanh rõ rệt, nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư kinh doanh trước đây, thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận, thậm chí có những hạng mục bạn tưởng như không có hy vọng, thì nay cũng đã hồi sinh. Thay vì tập trung tiêu xài như trước, thì trong giai đoạn này cô bác nên tận dụng cơ hội tốt này, dành thời gian để gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau. Nếu đã cảm thấy an tâm với kiến thức và năng lực của bản thân, thì bạn có thể chủ động đẩy mạnh đầu tư, ắt các khoản dư dôi đáng kể trong khoảng thời gian này. Về sức khỏe, đối với tuổi Nhâm Dần 1962, họ có trí nhớ vô cùng tốt và khả năng phán đoán sắc sảo sắc đáng. Ở độ tuổi 62, quý cô bác nên giữ gìn sức khỏe của mình bằng cách tham gia các hoạt động thể thao và ăn uống đầy đủ. Ngoài ra, để có một tinh thần vui vẻ, tuổi Nhâm Dần nên đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc gặp mặt tán gẫu với bạn bè nhiều hơn. Cô bác có biết sự kết nối được tạo ra giữa bạn và mọi người trong gia đình cũng giúp bạn cải thiện sức khỏe. Hãy quý trọng các mối quan hệ đó, thật sự là liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho bạn trong giai đoạn khó khăn mệt mỏi đó. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần 63 tuổi diễn biến khá tốt. Tuy xuất hiện những bệnh phổ biến ở tuổi trung niên nhưng không đáng kể, chỉ cần đi thăm khám sẽ được giải quyết. Về gia đạo và tình cảm. Về khía cạnh tình cảm, gia đình của tuổi 1962 rất yên ấm và hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo thành đạt. Chính vì thế, họ luôn được cảm nhận sự kính trọng và yêu mến, không chỉ từ người thân trong nhà mà còn từ những người xung quanh. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Ngoài ra, quý cô bác sẽ gặp một vài thách thức, chuyện con cái có thể không vừa ý dẫn đến cãi vả, vậy nên hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh, trí tuệ sáng suốt và đối thoại rõ ràng với nhau để mang lại kết quả tốt đẹp mỹ mãn, được gia đình bạn bè đồng nghiệp yêu quý giúp đỡ. Có nhiều người để bầu bạn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống,
con cháu quay quần tề tụ, không khí gia đình vô cùng ấm áp. Với cô bác độc thân, nhân lúc đang vượng nhân duyên, những ai đang độc thân hãy mở lòng nhiệt tình tham gia các sự kiện, vì khi đó bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp. Thưa quý vị, Lọ Lem chưa bao giờ mong gặp hoàng tử cả, việc của nàng là sau một ngày làm việc vất vả mặc đẹp đi quẩy, và bất thình lình cuộc đời được cực đỉnh thăng hoa, Lý Gia Kim Bạch Kim cũng nên như vậy. Không cần quan tâm đến thế nhân nghĩ gì, mong gì, trông gì hay dự định gì, việc của Nhâm Dần là làm những gì bản thân mình muốn, nỗ lực và chăm chỉ hết sức và hết mình, rồi sau đó để cuộc đời mệnh số tự thêu dệt nên những khung cảnh phù hoa, dậy đi chứ, tỉnh lại đi chứ, mới qua một thời suy nhiều hơn thịnh, mà Nhâm Dần đã ngủ vùi rồi sao, thức đi chứ, ngẫm lại đi chứ, quên mất cái chắc của mình, quên mất cái ngông của mình, quên mất cái sự tự tin của mình rồi hay sao. Và hãy nhớ, Nhâm Dần đang ở thời điểm Nhâm Dần không cần có bận tâm đến thế nhân và người đời. Nhâm Dần là một người tốt, sống hết mình và nhiệt thành với thế giới xung quanh. Vấn đề là Nhâm Dần không thể ép tất cả mọi người nhận ra điều đó được. Nhưng đâu có sao đâu, cuộc đời không phải là một cuộc thi trong trường học, nơi ta cần bằng cấp chứng chỉ để thể hiện những gì mình đã trải qua. Có thiên biết, có địa biết, có chính mình biết, thì thế nhân không biết cũng không sao cả, thức dậy thôi. Đến lúc tiếp tục cống hiến và theo đuổi ước mơ của bản thân mình rồi, không cần quá để ý đến người đời, Nhâm Dần chỉ cần để ý đến cái bản ngã đang ngăn cản mình mà thôi. Nhâm Dần biết đấy, tính kỷ luật là thứ cần và phải có nếu muốn thành công và trong thành tựu. Kỷ luật tức là phải làm những thứ mình ngại làm, như thể mình yêu thích nó. Dù có trời nắng, có mưa, có nóng, có lạnh, dù mình có ốm đau, có chán, có mệt, thì cái gì cần phải hoàn thành, ta vẫn cứ nên hoàn thành. Hãy tự hào cho tất cả những đoạn khó mà Nhâm Dần đã trải qua, cái đoạn mà Nhâm Dần nghĩ rằng bạn sẽ không thể vượt qua. Nhâm Dần từng chẳng có gì, trên răng, dưới dép, bạn chỉ từng có sự tự tin vô căn cứ vào bản thân và vô hạn tư duy cùng nỗ lực chăm chỉ. Mà Nhâm Dần còn làm được đến vị trí ngày hôm nay, thì cớ gì giờ lại có chút trùng tay và lo ngay ngáy suy tư thất bại. Đoạn hậu vận này từ 63 tuổi trở về già, sẽ là một đoạn nhiều hoa và nhiều nắng, thuận cho những sự khởi đầu hoặc những kế hoạch mới mẻ của Kim Bạch Kim. Nên hãy cứ sống như Lọ Lem, làm việc cần làm, sau đấy mặc đẹp và đi quẩy, không cần quá quan tâm đến thế gian làm gì, cứ làm vì vui và làm vì thích đã. Sau đấy tựu thành sẽ đến, người đồng hành sẽ tới, ngay trong cái đoạn tiền hậu vận 2024-2025 này, với điều kiện hãy gieo mầm trong năm 2024 này Nhâm Dần nhé. Ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bản mệnh, cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Nhâm Dần từ 63 tuổi đến khi về già. Nam mạng, từ năm 63 tuổi đến năm 65 tuổi. Bước qua những năm hạn tuổi, nam mạng Nhâm Dần gặt khá được nhiều thành công, cơ hội may mắn liên tiếp kéo đến. Sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió, gia đạo êm ấm hạnh phúc, cột mốc đáng nhớ của cuộc đời họ sẽ ghi dấu ở tuổi 45 với nhiều hỷ sự. Nữ mạng, từ năm 63 tuổi đến năm 65 tuổi. Mọi chuyện trong những năm này ở mức khá, bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của những người thân trong gia tộc của mình. Bạn cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề tài chính và sức khỏe của bản thân, đề phòng hao tổn hay ốm đau bệnh tật. Nam mạng, từ năm 66 tuổi đến 70 tuổi. Từ giai đoạn này cuộc sống của nam tuổi Nhâm Dần ở mức bình ổn, nhưng đường tài lộc vẫn rất tốt, điều kiện tiền bạc dư giả, năm 67 tuổi sẽ gặp hạn nhỏ chủ về tiền bạc. Nữ mạng, xem tử vi chọn đời từ năm 66 tuổi đến năm 70 tuổi, mọi sự đều bình thường. Không có biến cố lớn hay quan trọng nào xảy đến vào những năm này, cuộc sống có nhiều niềm vui từ tài vận đến sức khỏe và gia đình. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị tuổi Nhâm Dần đi tìm hiểu 3 dấu hiệu điềm lành đại phú của một gia đình là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đạo và bản thân con giáp. Cụ thể đó là những dấu hiệu đổi đời nào, mời cô bác cùng chương trình chiêm nghiệm và kiểm chứng xem có đúng như vậy không nhé. Một số tín ngưỡng ở nông thôn đã được lưu truyền hàng nghìn năm và một số điều vẫn còn đáng tin và hữu ích dưới góc độ phong thủy. Ví dụ, quan niệm 3 loài động vật đừng xua đuổi khi chúng đến nhà, đó là điềm báo may mắn mà ông trời gửi tới cho con giáp tuổi Nhâm Dần. Chó chạy vào nhà. Theo ông bà ta quan niệm rằng, khi ai đó tặng bạn một con chó hoặc một con chó nào đó vô tình chạy tới nhà bạn, nó thường mang tới nhiều may mắn tài lộc cho gia chủ. Trong thời gian này, nhà bạn dễ gặp nhiều may mắn thành công bởi đây là một dấu hiệu rất tốt cho thấy gia chủ sắp gặt hái nhiều thành công. Đặc biệt, con đường tài vận đang lên và đường tình duyên sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp, gia đình gia chủ sắp có hỷ tín. Nhà có rơi làm tổ.
Hình thù bên ngoài của rơi khiến nhiều người không mấy thiện cảm với chúng. Nhưng nếu con rơi bay vào nhà tượng trưng cho sự phú quý và giàu sang, điều này ngầm báo rằng gia đình bạn sẽ gặp may mắn trong tiền bạc tài chính. Trong văn hóa người Á Đông, con rơi là động vật biểu tượng của sự đại phúc và trường tồn. Biểu tượng của rơi thường được làm cách điệu bằng hình tròn, với ngũ ý là ngũ phúc. Theo phong thủy, thì rơi là con vật rất thính, chúng có thể ngửi được mùi của điềm lành và sự may mắn. Chính vì vậy, nếu như rơi làm tổ ở đâu thì ở đó là nơi có điềm lành, nên gia chủ sớm muộn cũng phát tài, tiền bạc chảy vào nhà ào ào như thác lũ. Ong mật xây tổ trong nhà. Loài ong mật thường làm tổ ở những nơi có môi trường tốt. Nếu như nó xây tổ trong nhà, điều này báo hiệu rằng vận khí của gia chủ chúng ta không tệ lắm, tài lộc như ý. Theo Phật giáo, nếu ong mật xây tổ trong nhà thì nghĩa là gia đình đó đã kết thiện duyên cùng với chúng. Những con ong đến để báo ân, tượng trưng cho hạnh phúc mỹ mãn, mùa màng bội thu và luôn gặp may mắn. Nếu bạn là một người kinh doanh, điều này cho thấy công việc của bạn sẽ thuận lợi và cuộc sống gia đình cũng rất đầm ấm. Thưa quý vị, từ xưa đến nay nhân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Nhâm Dần được hư không tạng Bồ Tát hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác Nhâm Dần cũng quan tâm đến Phật bản mệnh của mình, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Hư không tạng Bồ Tát. Phiên âm tiếng Phạn, Akasaka Baha, mặt hiệu ngài là Khố Tàng Kim Cương, biểu trưng cho trí tuệ, đưa tới phúc lành cùng sự bình an. Theo tín niệm Phật giáo truyền thống, hư không tạng Bồ Tát sẽ giúp gia chủ nâng cao sức mạnh, lý trí, rời xa các cám dỗ về vật chất mà có được lựa chọn sáng suốt đúng đắn. Cảnh đó với sức mạnh của sự bảo vệ sẽ giúp ta tránh được những nguy nan hao tài, lại được quý nhân phù trợ mà cuộc sống thêm hanh thông thăng tiến. Phật bản mệnh hư không tạng Bồ Tát là vị Phật bản mệnh cho các con giáp tuổi Dần. Hình tượng ngài được khắc họa với sắc thăng màu đỏ, đầu đội mũ ngũ vật. Phía tay phải ngài mang thanh kiếm biểu trưng cho trí huệ cùng sự khôn ngoan, trong khi bên tay trái ngài mang ngành liên hoa, còn gọi là hoa sen. Trên nhành hoa có ngọc chủ về phúc đức ban phát cho chúng sinh. Các công năng cho người tuổi Dần khi mang Phật bản mệnh hư không tạng Bồ Tát cụ thể như sau. Hộ thăng, công năng của Phật bản mệnh sẽ phù hộ và độ trì cho gia chủ trong suốt cuộc đời, vật phẩm, do đó, không chỉ dừng ở ý nghĩ trang trí, mà còn ẩn chứa niềm tin, sự tin cậy và tâm nguyện hướng thiện bình an lâu dài. Tài vận thăng tiến, Phật bản mệnh bên cạnh, loại trừ họa tiểu nhân, còn hỗ trợ vượt qua các trở ngại, sự thăng tiến về tài chính và cơ hội công việc được hanh thông như ý. Khoa bản, hư không tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh chủ về trí tuệ, từ đó sẽ giúp mỗi gia chủ thêm minh mẫn, có được sự tiếp thu tốt hơn, việc học tập thuận lợi, từ đó mà tương lai rộng mở hơn. Sức khỏe, vật phẩm được chế tác từ đá tự nhiên, sẽ đưa lại nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn luôn có được tinh thần minh mẫn, sức khỏe tráng kiệt. Tình duyên, Phật bản mệnh giúp gia chủ tăng vận quý nhân, với các bạn chưa kết hôn sẽ có thêm nhiều mối tương giao tích cực, tình duyên dễ đến, trong khi với người đã thành hôn tình cảm gia đình thêm gắn kết viên mãn. Và dưới đây là những việc tuổi Nhâm Dần nên làm để được Phật độ. Phật Bồ Tát luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh, ngài sẽ không chỉ ban phước cho bạn, vì bạn thường thờ cúng và vái lại ngài, đồng thời Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai, vì họ không thích bái Phật. Trên thực tế, đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả. Con người trồng nhân nào thì gặt quả nấy, nhân, nghĩa là nguyên nhân là hạt, tức hạt giống, quả là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt đã gieo trồng. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả lành, thì ngài chắc chắn không thể giúp bạn. Mình tự gieo nhân nào thì gặt lấy quả nấy, tùy theo thiện ác nhiều ít nên có khác nhau. Nhân nào quả nấy có thể sửa đổi nhân quả, chứ không thể vượt qua ngoài nhân quả. Mỗi người sinh ra và lớn lên đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Buồn vui sướng khổ mỗi người mỗi vẻ, nhưng tụ chung dường như ai cũng có nỗi khổ riêng, và rồi người ta trông cậy vào thờ cúng bói toán với mong muốn thay đổi số mệnh, nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ. Nhân đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được, cái đó có thể thay đổi chính là duyên, điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của bản thân. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu, nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ắt duyên sẽ đức. Đạo Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo. Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh, hướng về những điều tốt đẹp, giúp đời, giúp người,
với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình, cho người. Phật dạy rằng, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Qua quy luật nhân quả, lời Phật dạy ta biết rằng, vận mệnh là do tự bản thân mỗi người nắm giữ quyết định, chứ không phải do thế lực nào tạo nên. Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người. Mỗi cá nhân tự gây tạo nghiệp nhân cho mình và chỉ chờ đợi diễn tiến của cái kết. Đã tin Phật thì phải tin luật nhân quả. Người tin vào nhân quả chính là một trong ba kiểu người được Bồ Tát quý nhất. Vì chính nhân quả mà bản thân mình đã gieo trồng mới thực sự là điều phù hộ cho chúng ta, chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào. Những người thường gieo nhân tốt có thể gặt quả tốt mà không cầu Phật, còn người thường gieo nhân xấu dù có quỳ bái lạy Phật cả đời cũng không gặt hái được quả tốt. Những người hiểu và biết sợ nhân quả báo ứng cũng là một kiểu người không cần bái Phật, nhưng vẫn được chư thần Phật che chở độ trì. Một người có thể không tin Phật, nhưng không thể không tin vào luật nhân quả trên đời này. Thế nhân không tin nhân và quả, nhưng xưa nay, luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tất cả những gì bạn đã làm rồi đến một ngày bạn sẽ phải trả và nhận những gì mình gây tạo nên. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thì quả báo hoàng tự thọ, tức những việc ta đã làm, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên. Cái quả ta sẽ tự nhận lấy, nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ họa diệt của tất cả chúng sinh, từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả, nhân quả không cho bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn chính xác hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng, những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết quỷ không hay. Thực ra mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn, mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Kinh nhân quả có câu, muốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại, muốn biết cái quả sau hãy nhìn việc làm hôm nay. Người tin Phật tức là tin vào nhân quả. Một người hiểu về nhân quả, tức là đã thấu tỏ mọi điều trên thế gian, đó chính là người biết cách cải thiện số mệnh của mình tốt đẹp hơn bất kỳ ai trên đời. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thấu suốt được lý nhân quả trong ba đời, nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Còn chúng sanh là loại hữu tình, có sinh, có tử, còn vô minh nên đi mãi trong vòng luân hồi. Vì chưa giác ngộ còn mơ mờ không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái nguồn gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sanh lại co thường nhân quả, lòng tràn đầy ba cái xấu xa, tham, sân, si, nói lời khẩu nghiệp, để rồi đến khi quả báo xảy tới có hối hận cũng muộn rồi. Nhiều người làm việc ác bất chấp là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ người biết sợ nhân quả hiểu rằng nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc tích đức vinh hoa phú quý cả đề. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ từ 63 tuổi đến khi về già đều cần chuẩn bị và lưu ý dành cho người tuổi Nhâm Dần trong vận trình từ 63 tuổi trở về già. Thực tế cho thấy, trong suy nghĩ của nhiều người thuộc thế hệ như Nhâm Dần con cháu sẽ là những người có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà cha mẹ khi về già. Tuy nhiên, với sự cải thiện không ngừng của phúc lợi xã hội, tín chủ có thể có nhiều lựa chọn hơn để chăm sóc tuổi già. Mệnh chủ có thể chọn an dưỡng tuổi già trong viện dưỡng lão. Thay vì để con cháu trăm năm, việc có con hay không không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự hạnh phúc trong những năm tháng từ 63 tuổi đến khi về già của Nhâm Dần, mà nằm ở ba điều này. Điều kiện sức khỏe thể chất và tinh thần, một trong những nỗi lo của người ngoài 63 tuổi là gì, cũng có, nhưng không có sức khỏe, thông thường khi tín chủ ở độ tuổi lục tuần. Con cái ít nhất cũng ở độ tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm, đương sự có thể thích lũ được khoản tiền làm chỗ dựa về già, hay để hỗ trợ con cái khi chúng kết hôn. Song tiền để của những thứ này là có thể cơ thể khỏe mạnh bước qua tuổi 63, thể trạng của nhiều Nhâm Dần sẽ giảm sút, chẳng hạn, xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi tín chủ ở độ tuổi 20 hay 30. Một khi Nhâm Dần bước qua ngưỡng 63 tuổi của cuộc đời, mệnh chủ sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Lúc này sự đê dỗi đột ngột ấy có thể làm phiền tín chủ. Bên cạnh đó, nhiều Nhâm Dần còn giảm dần sự hứng thú trong cuộc sống và trải nghiệm nhiều cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, thầy Tử Vi có bậc mí rằng Nhâm Dần có thể khiến bản thân bệnh nhân rộng hơn bằng cách dành nhiều thời gian tập thể dục thể thao, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí và có chế độ ăn uống lành mạnh.
Những hoạt động này tác động tích cực đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Dù tín chủ giàu có địa vị hay con cái, sức khỏe luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để tận hưởng hạnh phúc. Mối quan hệ với những người xung quanh, đi qua nữa cuộc đời Nhâm Dần nên cố gắng đầu tư thời gian cho những người thân yêu của mình. Điều này có thể mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống, đồng thời tạo ra các mối liên kết đặc biệt giữa tín chủ và những người thân xung quanh. Chẳng hạn, khi con cái trưởng thành, bận rộn với sự nghiệp và cuộc sống riêng, chúng không thể đồng hành cùng mệnh chủ mọi lúc. Khi đó vợ, chồng là người luôn bên cạnh cùng tín chủ trò chuyện và làm mọi thứ. Điều người ta sợ nhất là sự cô đơn, không có bạn đời thì cuộc sống sẽ mất đi một nửa màu sắc. Vì vậy, hãy trân trọng người bạn đề của mình. Ở giai đoạn này, cho dù Nhâm Dần vẫn đi làm hay đã nghỉ hưu, việc duy trì sự liên kết mối quan hệ với bạn bè là điều cần thiết. Tín chủ đang sống trong thế giới năng động, nơi quan điểm về cuộc sống thường ngày có thể bị thay đổi theo trải nghiệm của chúng ta. Việc gặp gỡ giao lưu với những người mới có thể giúp Nhâm Dần có được những quan điểm mới về cuộc sống, mang lại những trải nghiệm mới và tuyệt vời, giúp cuộc sống từ năm 63 tuổi sẽ trở nên thú vị và bổ ích hơn. Khoản tiền dự trữ, cuối cùng nỗi trăn trở của người trên 63 tuổi là không có đủ tiền để sống tốt về sau. Nhâm Dần càng sớm bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, mệnh chủ càng có nhiều tiền dành dụm cho tuổi già. Sau khi tín chủ bước qua giai đoạn từ 63 tuổi, khả năng tạo ra giá trị sẽ ngày càng thấp. Nếu không có tiền tiết kiệm, mệnh chủ sẽ khó có thể xoay sở trước các vấn đề trong tương lai như sức khỏe hay lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch. Do đó, khi chuẩn bị bước đến giai đoạn từ 63 tuổi trở đi, Nhâm Dần cần suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề này và chuẩn bị những gì cần thiết để có thể tận hưởng tuổi già trong hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt hữu duyên, ta sẽ còn gặp lại.